thiếu đi một cây thì có còn là cây đánh giá hết là không? Không, mà học cả hai cây làm thành cây đánh giá. Nếu mà không có đánh ngang mà chỉ có đánh đứng thôi, cũng không phải là cây đánh giá, mà chỉ có đánh đứng không có đánh ngang cũng không phải là cây đánh giá. Phật tương tự như thế. Nếu chúng ta ở trong Chúa, chúng ta thấy cây đánh giá này tượng trưng cho tin này, tượng trưng cho niềm tin của những người theo Chúa Giêsu, thì chúng ta cũng thấy sự theo Chúa Giêsu cũng có hai phần cho những người có đức nhân của chúng ta, cho những người tin này của chúng ta. Thì nếu mà phải có hai cây thánh giá, phải có hai thánh thì mới thành cây thánh giá, thì cũng phải có hai việc thì mới có thể trở thành người tin lành của chúng ta. Tức là người tin lành của chúng ta phải có hai mối thông công với nhau và với Chúa, thì mới đem theo đúng niềm tin của tin lành của Chúa dành cho chúng ta. Hai mối thông công đó, mối thông công hành động là sự thông công giữa chúng ta với Chúa, và mối thông công hành ngang là giữa sự thông công giữa chúng ta với nhau. Cảm ơn quý ông bà chị em. Thành ra nếu mà chúng ta chỉ có một sự thông công thì chúng ta có cái niềm tin tròn vẹn trong Chúa. Lấy ví dụ như là một người nói rằng là tôi chỉ có tin Chúa mà, và tôi luôn luôn là thông công với Chúa, tôi luôn luôn tương giao với Chúa, tôi không cần phải tương giao với ai hết, thì sự thông công của mình, niềm tin của mình có được trọn vẹn hay không? Nếu chúng ta trở lại câu hỏi chỉ có sự thông công giữa mình với Chúa không mà thôi, thì cái niềm tin của mình có trọn vẹn không? Nhiều người nói là tôi không cần phải đến nhà thờ thờ phượng, tại vì Chúa là ở khắp nơi, và tôi cứ việc ở nhà tôi thờ phượng Chúa, tôi thông công với Ngài là đầy đủ lắm rồi. Thì có thực sự đầy đủ không? Chắc là không phải không? Và một người khác nói rằng là Chúa xa quá, mình không có nhìn thấy Chúa ở đâu hết, mình cứ tự tâm ra thôi. Rồi nhưng mà bạn bè anh chị em này gần gần đây mình nhìn thấy, bây giờ mình chỉ cần làm sao giữ được sự thông công giữa mình với lại các anh chị em, với tất cả mọi người là đầy đủ lắm rồi. Thì như vậy cái sự thông công đó có trọn vẹn niềm tin của người tin lành không? Cũng không phải. Giống y như là cây thánh giá vậy, nếu mà thiếu một thanh trong hai thì không thể là cây thánh giá. Nếu mà sự thông công của chúng ta không có sự thông công giữa chúng ta với Chúa, sự thông công hàng dọc, và không có sự thông công giữa chúng ta với nhau, thì niềm tin của chúng ta cũng sẽ không có được trọn vẹn. Phân đoạn kinh thánh hôm nay mà chúng ta vừa nghe chị Ri đọc cho chúng ta ở trong Hebrew đoạn 10 từ câu số 19 đến câu số 25 nhắc nhở tất cả con dân Chúa việc đặt căn bản đức tin của chúng ta trên nền tảng Chúa Giêsu, và thúc giục tất cả các cơ đốc nhân chúng ta phải làm hai việc liên quan đến mối tương giao hàng dòng và mối tương giao hàng tràng. Hầu hết tất cả những người viết kinh thánh, người mà viết kinh thánh thì người ta nói một cách rõ ràng là các trước giả kinh thánh. Mình biết là Chúa là tác giả của kinh thánh phải không? Những người viết kinh thánh được gọi là trước giả. Thì tất cả hầu hết những người trước giả các thư tín mà chúng ta đọc được ở trong Tân Ước thì đều thấy họ chia cái thư của họ ra, thư tín của họ ra làm hai phần. Một phần đầu là sự giảng dạy về các tín lý, các lẽ đạo, những lời dạy dỗ của Chúa mà chúng ta phải tin, chúng ta tin như thế nào. Và phần thứ hai là những gì chúng ta áp dụng, điều mà chúng ta biết đó, điều mà chúng ta tin đó vào đời sống hàng ngày của chúng ta. Và nếu quý ông bà anh chị em có kinh thánh đọc ở trong thư Hebrew thì thấy thư Hebrew có tất cả là
13 đoạn Kinh Thánh. Và từ đầu thư Hebrew cho đến đoạn thứ 10 câu số 18 là phần ghi luận về những giáo lý mà tác giả của Hebrew muốn truyền đạt cho chúng ta. Tức là từ phần đầu cho đến đoạn 10 câu 18 là phần về giáo lý, dạy dỗ những cái điều căn bản về niềm tin của người Cơ Đốc. Và bắt đầu từ câu số 19 trở đi, phần đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe đọc lúc nãy đó, cho đến cuối là cách chúng ta áp dụng những điều chúng ta học được ở phần đầu đó vào đời sống của chúng ta như thế nào. Trong thư Hebrew thì chúng ta thấy rằng tác giả muốn ghi nhận, muốn nêu ra cho chúng ta bốn sự việc mà niềm tin trong thời Tân Ước hơn hẳn những gì đã có từ thời Cựu Ước. Bốn điều đó là Chúa Giêsu hơn hẳn tất cả những thiên sứ. Nếu mà chúng ta nghiên cứu Cựu Ước một cách kỹ lưỡng thì thấy Cựu Ước dạy dỗ rằng thiên sứ nhiều khi đó là tiếng nói của Đức Chúa Trời, nhiều khi đó là đại diện của Chúa, nhiều khi đó là những người mà Chúa sai, Đức Chúa Trời sai đi để mang sứ điệp của Ngài đến cho loài người. Thế nên người ta tôn trọng thiên sứ ghê lắm, và người ta cho thiên sứ là rất là cao, gần bằng Chúa vậy. Nhưng mà tác giả Hebrew muốn cho chúng ta thấy được ở phần đầu đó rằng Chúa Giêsu hơn cả thiên sứ nữa. Tại vì Chúa Giêsu thực sự là Đức Chúa Trời, cho nên Ngài phải là hơn cả thiên sứ. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, Chúa Giêsu hơn người tiên tri lớn lao nhất của người Giu-đa, đó là Mô-xê. Nhiều người Do Thái nói rằng là Mô-xê là nhà tiên tri lớn lao, giống như là người Hồi giáo ngày nay mà nói rằng là Mohammed là đấng tiên tri quan trọng. Thì người Do Thái nói Môi-se là đấng tiên tri quan trọng hơn hết. Và tác giả Hebrew muốn chứng minh cho chúng ta hay rằng Chúa Giêsu hơn hẳn Môi-se đó. Đó là sự hơn hẳn thứ hai. Hơn hẳn thứ ba là Chúa hơn tất cả các thầy tế lễ đã có từ trước tới nay. Và trong đó nếu mà chúng ta đọc thì chúng ta thấy nói về Chúa Giêsu là thầy tế lễ cả trong dòng Melchizedek. Melchizedek là chỉ có ở trong nói tới trong Kinh Thánh một lần mà thôi, và đó là dòng dõi của thầy tế lễ nhà vua, và cho nên cao hơn tất cả các thầy tế lễ khác mà người Do Thái đã có từ trước tới nay. Và thứ tư là lời giao ước mới theo Chúa Giêsu thì lớn hơn tất cả những lời giao ước cũ. Có nghĩa là Tân Ước đối với lại những người chúng ta tin tin Chúa về sau này tốt hơn, cao hơn là lời giao ước cũ, lời giao ước trong Cựu Ước. Và chúng ta thấy từ câu số 19, đoạn 10 câu 19 giờ đi là phần áp dụng tất cả bốn biến lý đó. Trong 3 câu 19 đến 21 của đoạn 10 xác định rằng đức tin phải được đặt trên nền tảng Chúa Giêsu. Nếu quý ông bà chị em đọc, lắng nghe lời tôi đọc ra cho quý ông bà chị em nghe ba câu này, tôi sẽ thấy rõ rệt là Kinh Thánh muốn nói rằng chúng ta phải đặt đức tin trên nền tảng Chúa Giêsu. Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giêsu được dạng dĩ vào nơi rất thánh bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài. Vì chúng ta có một thầy tế lễ lớn đã lập lên cai trị nhà Đức Chúa Trời. Thành ra chúng ta thấy được rằng tác giả Hebrew muốn nói cho chúng ta hay rằng đức tin của chúng ta, niềm tin của chúng ta phải được đặt trên nền tảng Chúa Giêsu. Khi mà tôi đọc ba câu Kinh Thánh này thì tôi liên tưởng đến hai đoạn Kinh Thánh khác ở trong Matthew và Mark diễn tả lúc Chúa Giêsu chút hơi thở cuối cùng. Khi mà Ngài đổ huyết máu ra trên thập tự giá và lúc mà Chúa Giêsu chút hơi thở cuối cùng thì Matthew và Mark diễn tả rằng lúc đó
chiếc màn ngăn cách nơi thánh và nơi chí thánh ở trong đền thờ của Chúa bị xé ra làm hai từ trên xuống dưới. Các thuyết giả kinh thánh muốn diễn tả cho chúng ta hay là sự ngăn cách giữa loài người và Đức Chúa Trời thánh khiết đã được xé bỏ ra bởi sự đổ huyết của Chúa Giêsu trên thập tự giá. Và khi Ngài chút hơi thở cuối cùng thì chiếc màn đó bị xé ra lần hai. Mình thấy như thế này, trước khi cái chiếc màn đó bị xé ra lần hai thì chiếc màn đó ngăn cảnh tất cả mọi người, tất cả dân sự không có được vào nơi chí thánh ở trong đền thờ của Chúa. Thì chia ra phần bên ngoài, người ta nhìn thấy, người ta có thể đến được là nơi thánh. Vào bên trong nữa là nơi trước đây và giữ cái hòm vàng chứng, thì đó là nơi thánh. Và nơi thánh chỉ có Đức Chúa Trời được ngự trị ở trong đó mà thôi. Và mỗi một năm một lần các thầy tế lễ bắt thăm để mà được vào trong đó cầu nguyện với Chúa, cầu nguyện cho dân sự. Còn tất cả mọi người khác không phải là thầy tế lễ cả, không phải là người được bốc thăm để vào nơi chí thánh thì không có được vào trong đó. Không ai nhìn thấy mặt Chúa. Biết tại sao không? Biết tại sao người ta không có thể thấy mặt Chúa không? Là vì Chúa là thánh khiết. Mà tất cả chúng ta lúc đó, loài người đều tội lỗi, chưa có được rửa sạch tội lỗi của chúng ta, không phải là người công bằng. Thì những người tội lỗi mà gặp Chúa thánh khiết sẽ bị tai hại. Vì thế cho nên cái màn đó là để ngăn cản không cho người ta đến với Chúa. Trước khi chiếc màn đó sẽ ra lần hai thì như vậy. Nhưng mà khi mà Chúa Giêsu đổ vết máu của Ngài ra, chút hơi thở cuối cùng ở trên thập tự giá, thì sự ngăn cách đó không còn nữa và tất cả mọi người đều có thể đến được với Đức Chúa Trời một cách trực tiếp. Và Chúa Giêsu đã xóa bỏ, đã xé bỏ chiếc màn ngăn cấm đó. Ngài đã hy sinh mạng sống của Ngài để nhận hình phạt cho tất cả tội lỗi mà những người nào tôn Ngài là cứu Chúa. Người ta thường hay nói rằng Chúa đổ huyết báu ra để mà chuộc tội cho tất cả mọi người. Nhưng mà huyết báu của Chúa chỉ chuộc cho những ai tin nhận Ngài là cứu Chúa mà thôi. Và những người đó sẽ được tha thứ tội lỗi của họ, được kể là công bằng. Và khi mà họ không có tội nữa, họ được kể là công bằng, thì họ sẵn sàng có thể gặp Chúa mà không gặp tai họa nào. Người thánh khiết có thể đến gặp Đức Chúa Trời thánh khiết mà không bị tai họa. Chúa Giêsu đã làm con đường để cho tất cả mọi người chúng ta có thể đi đến được với Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu đã làm cái gạch nối để nối tiếp loài người chúng ta đến với Chúa. Ngày xưa thì các thầy tế lễ đến nơi chỉ đánh và cầu nguyện với Đức Chúa Trời, thì thầy tế lễ đó làm cái gạch nối giữa loài người và Chúa. Nhưng mà khi Chúa Giêsu đổ huyết báu của Ngài xuống thì Chúa làm cái gạch nối đó, cái gạch nối bính cửu, cái gạch nối tốt lành hơn hết tất cả các thầy tế lễ khác, hơn hết tất cả những thầy tế lễ. Vì Chúa là thầy tế lễ dòng Melchizedek và Chúa Giêsu sẽ trở lại để cai trị toàn thể dân sứ của Ngài, dân sứ của Đức Chúa Trời. Mà mình biết như thế này, nếu mà chúng ta có người cai trị tốt thì đời sống của chúng ta có nhiều phước hạnh, phải không? Nếu mà mình có ông tổng thống, có vị quốc vương mà tốt thì quốc gia sẽ mạnh mẽ và chúng ta sẽ được sung sướng. Nếu mà mình gặp cái người nào mà tàn ác thì dân chúng sẽ hết sức là khổ sở. Thế nếu được Đức Chúa Trời làm đấng cai trị thì có rất là nhiều điều tốt cho dân dân của Ngài. Tại vì Chúa hết sức công bằng,
không phải rằng là lúc chú muốn làm điều này thì lúc khác chú muốn đổi ý, chú muốn làm được khác theo ý còn riêng của ngài. Chúa rất là công bằng, luật pháp đặt ra là phải được tôn trọng và Chúa rất là nghiêm chỉnh gìn giữ luật pháp của ngài. Nếu mà ai có công thì được Chúa thương yêu, mà nếu mà ai có tội thì sẽ bị Chúa đoán phạt. Không có cái việc mà hối lộ hay là gì đó để mà được tha thứ. Nhưng mà ngược lại, nếu mà chúng ta được Chúa làm đấng cai trị, mà nếu mà chúng ta có tội, mà nếu mà mình biết, nhận biết tội lỗi của mình, nhận biết là mình đã làm sai và sẵn lòng ăn năn tội lỗi của mình, thì tội lỗi của mình cũng sẽ được tha thứ. Đó là điều đặc biệt nhất ở trong dưới sự cai trị của Chúa. Đó là điều tốt nhất dưới sự cai trị của Chúa. Khi mà chúng ta ăn năn biết tội của mình, ăn năn xin tha thứ, chắc chắn chúng ta sẽ được tha thứ. Hơn thế nữa, chúng ta sẽ được ban cho năng lực ở trong người chúng ta để chúng ta có thể làm theo được lời dạy dỗ của Chúa, để chúng ta có thể thay đổi được đời sống của chúng ta, không còn sống trong tội lỗi nữa. Thành ra nhiều lúc tôi cứ hay so sánh người công dân nước Chúa, nước Đức Chúa Trời với lại người công dân nước Hoa Kỳ. Là tôi tới ở Hoa Kỳ là 40 mấy năm và tôi thấy được rằng là ở trong xứ Hoa Kỳ này tôi được nhiều điều tốt lắm. Và tôi hay so sánh người công dân nước Đức Chúa Trời với người công dân Hoa Kỳ được nhiều ưu đãi như thế nào. Quyền lợi của người công dân Hoa Kỳ được bảo đảm. Tôi không bao giờ tôi sợ ông cảnh sát hay là ông công an, tôi đâu tới nhà tôi muốn làm điều gì thì làm được. Ông cảnh sát mà muốn đi tới nhà tôi là phải có giấy của tòa án cho phép thì mới dám tới nhà tôi, chứ còn tôi đọc không có thể tới được. Thế nên luật pháp bảo vệ quyền lợi của người công dân Hoa Kỳ rất là chặt chẽ, rất là kỹ lưỡng. Và luật pháp đó là luật pháp công minh, nhằm mục đích để duy trì sự an toàn và công bằng cho tất cả mọi người. Mình thấy có ai nhớ trong hiến pháp của Mỹ có một cái điều này không? Là bảo đảm cho tất cả mọi người dân trong xứ Mỹ này được tự do đi tìm kiếm hạnh phúc cho họ. Tôi không nghĩ rằng là nhiều quốc gia trên thế giới có cái điều đó trong hiến pháp của họ. Khi mà chúng ta sống ở trong xứ Mỹ này, chúng ta được quyền tự do đi tìm hạnh phúc cho chúng ta. Điểm đặc biệt ở trong Kinh Thánh là người tin Chúa được Chúa bảo đảm để có được một đời sống hạnh phúc. Không cần phải đi tìm đời sống hạnh phúc nữa, nhưng mà mình là công dân trong nước Chúa, mình sẽ được Chúa bảo đảm là sẽ có một đời sống hạnh phúc, một đời sống phước hạnh. Đời sống hạnh phúc trong Chúa là một đời sống đầy phước hạnh, là tại vì Chúa luôn luôn ban phước cho con dân của Ngài. Tất cả chúng ta đều biết rằng có quyền lợi thì phải có trách nhiệm, đúng không? Không có một nơi nào mình chỉ có quyền lợi mà mình không có trách nhiệm gì cả. Có quyền lợi thì phải có trách nhiệm. Trách nhiệm luôn luôn đi đôi với quyền lợi. Và đoạn Kinh Thánh ngày hôm nay mà chúng ta đọc, nghe đọc với nhau lúc nãy, sau khi giải bày về quyền lợi của người tin Chúa Giê-xu ở trong nước Đức Chúa Trời là như thế nào, được giải dĩ vào nơi rất thánh ra sao, thì cũng kèm theo ba trách nhiệm của người công dân trong nước Chúa. Những câu Kinh Thánh kế tiếp nêu ra cho chúng ta ba trách nhiệm đó là như thế nào, ba trách nhiệm của người công dân trong nước thiên đàng là như thế nào. Thứ nhất, đức tin phải chân thật, đầy dẫy và trọn vẹn. Đó là trách nhiệm thứ nhất của chúng ta. Chúng ta nói rằng là chúng ta tin Chúa thì chúng ta được vào trong nước của Đức Chúa Trời, nhưng mà chúng ta phải có một cái niềm tin chân thật, chứ không phải rằng là mình cứ nói là ô tôi tin Chúa là tôi được vào trong nước Đức Chúa Trời đâu. Mình phải thực sự tin thì mình mới được vào nước Đức Chúa Trời. Niềm tin đó, đức tin đó phải tràn đầy
và phải trọn vẹn. Cái này nói rằng là chúng ta không thể nào vừa thờ phượng Đức Chúa Trời, vừa thờ phượng Ma Môn. Phải không? Mình không có thể nào mà đi hàng hai được. Mình không có thể nào vừa thờ thần này, vừa thờ thần khác được. Mình phải có một đức tin đầy dẫy và trọn vẹn trong Chúa. Và đó là trách nhiệm thứ nhất của chúng ta. Câu 22 nói rằng nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn. Lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong mà đến gần Chúa. Chúng ta phải có một đức tin. Đức tin này khởi động bằng lời cầu nguyện tên Chúa. Và lời cầu nguyện đó phải thực sự phát xuất từ trong đáy lòng của chúng ta, phải phát xuất từ cái niềm tin chân thực của chúng ta. Chứ không phải là ông mục sư nói sao mình cứ nói theo như vậy là mình cầu nguyện tên Chúa là mình được tất cả mọi quyền lợi của người công dân nước thiên đàng. Mình đọc theo lời cầu nguyện của ông mục sư hoặc là mình đọc theo lời cầu nguyện của riêng mình cầu nguyện với Chúa, mình biết tội lỗi của mình ăn năn tội lỗi của mình, xin Chúa làm chủ đời sống của mình, hướng nguyện với Chúa là đi theo những gì mà Chúa dạy dỗ. Nếu mà điều đó phát xuất từ trong lòng của mình thì đó là cái đức tin chân thật. Nếu mà chúng ta không có cái đức tin chân thật thì chúng ta có nói câu đó 30 lần, 50 lần cũng không ích lợi gì cho chúng ta. Khi mà chúng ta tin Chúa, thật lòng tin Chúa, cầu nguyện xin Ngài ngự trị trong lòng mình, thì chúng ta được ban cho Đức Thánh Linh để mà ngự trị ở trong đời sống của chúng ta, trong lòng của chúng ta, để hướng dẫn đời sống của chúng ta luôn luôn đi theo đúng con đường mà Chúa Giêsu đã vạch ra. Mỗi một khi chúng ta muốn làm những điều gì sai quấy, Đức Thánh Linh ở trong lòng chúng ta sẽ cáo trách chúng ta, sẽ nhắc nhở chúng ta, không có được làm điều đó. Và chúng ta nhớ, chúng ta tránh, chúng ta không có làm theo. Mà lỡ mà chúng ta không có đủ năng lực để mà làm theo điều mà Chúa hướng dẫn, thì Chúa Thánh Linh cũng là đấng thêm sức cho chúng ta để chúng ta có thể làm được mọi điều đó. Vì lý do đó, Chúa ngự trị ở trong con dân của Ngài. Và vì lý do đó, từ thời Tân Ước trở đi, tất cả mọi người nếu có niềm tin chân thực nơi Chúa sẽ giữ được niềm tin của mình một cách trọn vẹn cho đến suốt đời. Và khi một người tin Chúa thì họ công khai tuyên xưng đức tin của họ trước Hội Thánh, trước mọi người, chứ không có ai nói rằng là tôi tin Chúa một cách kín dấu, tôi che giấu ở trong lòng, biết rằng là Chúa biết với tôi là đủ rồi. Không có cái chuyện đó. Mình phải công khai, công bố cái điều, cái niềm tin của mình ra trước công chúng, trước tất cả mọi người trong hội thánh. Và khi mà chúng ta tin nhận Chúa Giêsu, chúng ta cầu nguyện một cách công khai với Chúa, thì đó là lúc mà chúng tấm lòng của chúng ta được rửa sạch mọi điều xấu. Và khi mà chúng ta công bố cái niềm tin của chúng ta trước hội thánh, và chúng ta tiếp nhận thánh lễ báp têm là lúc mà chúng ta công bố đức tin của chúng ta trước hội thánh, niềm tin của chúng ta trước hội thánh, thì lúc đó là lúc mà chúng ta được rửa sạch bằng nước trong, thân thể của chúng ta được rửa sạch bằng nước trong, lúc mà chúng ta dầm mình dưới nước tiếp nhận thánh lễ báp têm. Thành ra mình thấy được đoạn kinh thánh ngày hôm nay, cái điều đó nói cho chúng ta hay rằng lúc mà chúng ta cầu nguyện tin Chúa là lúc lương tâm xấu của chúng ta được Đức Thánh Linh rửa sạch, và lúc chúng ta nhận thánh lễ báp têm là lúc thân thể của chúng ta được tẩy sạch bằng nước trong. Và khi chúng ta làm trọn vẹn những điều đó thì chúng ta được dạng dĩ vào nơi rất thánh, chúng ta được dạng dĩ đến trước mặt Chúa mà không sợ tai họa nào. Chúng ta có thể cầu nguyện trực tiếp với Đức Chúa Trời, xin Ngài ban cho chúng ta những điều mà chúng ta mong ước, xin Ngài giải đáp cho chúng ta những câu hỏi mà chúng ta thắc mắc, xin Ngài giải cứu chúng ta trong những khó khăn, những tai họa, những thử thách mà chúng ta gặp phải. Nếu mà trong lòng không có thực sự tin, nhưng mà bề ngoài mình cứ nói ra là mình tin, thì mình cứ tiếp nhận thánh lễ báp têm
Thì cái điều mà mình nói là mình tin đó, cái việc mà mình nhận thánh linh bắp tem đó có ích lợi gì cho mình hay là không? Không ích lợi gì cả. Mặc dù mình cũng làm y hệt như là những người khác, nhưng mà nếu mình không có đức tin thật ở trong lòng thì việc làm đó cũng không có ích lợi gì. Không ai có thể dối trá với Chúa được, tại vì Chúa biết ở trong lòng. Nào, có một ngày mà tới cầu nguyện, nói ông mục sư hiện ông mục sư cầu nguyện cho tôi tin Chúa, thì tôi cũng giúp cầu nguyện tin Chúa. Tôi thật sự đã thấy người ta nói thì tôi làm, tôi đâu có biết rõ được là người đó có thật sự tin Chúa hay không phải không. Nhưng mà mặc dù tôi không biết, tôi cầu nguyện cho họ, nhưng mà Chúa biết là người đó có thật sự tin hay là không. Và không ai có thể dối Chúa được. Người ta có thể dối được cả mục sư, người ta có thể dối được tất cả các anh chị em trong hội thánh, nhưng mà người ta không ai có thể dối Chúa được, tại vì Chúa biết rõ tất cả mọi việc. Chúa yêu thương người có lòng thật thà với đức tin đầy giấy trong việc. Và đó là trách nhiệm thứ nhất trong đoạn kinh thánh hôm nay nói đến. Trách nhiệm thứ hai nằm trong câu số 23, đó là không thay đổi lời hứa nguyện. Lúc nãy tôi nói rằng là khi mà chúng ta tin Chúa, chúng ta cầu nguyện với Ngài, chúng ta hứa nguyện trước mặt Chúa, chúng ta hứa nguyện trước hội thánh, khi mà chúng ta làm phép báp têm và mình dưới nước, là chúng ta đi theo con đường mà Chúa đã vạch ra, thì mình giữ được lời hứa nguyện đó mãi mãi. Câu số 23 nói rằng hãy cầm giữ sự làm chứng về điều trông cậy chúng ta chẳng chuyển lay, vì Đấng đã hứa cùng chúng ta là thành tín. Xin quý ông bà dần đọc lại câu 23 ở trên bảng đó. Xem ý nghĩa cách chữ sự làm chứng mà tôi in màu đỏ đó là có nghĩa là như thế nào? Thế nào là sự làm chứng? Nhiều cơ đốc nhân thường nghĩ rằng làm chứng là đi truyền giáo cho người khác, là đi giảng đạo, hay là đi nói người khác về Chúa Giêsu, về tin lành. Điều đó cũng đúng chứ không phải là không, nhưng mà chữ làm chứng ở đây có lẽ hơi khác một chút xíu. Người ta hiểu cái sự làm chứng là đi giảng đạo, là đi nói về Chúa Giêsu cho người khác để người khác tin Chúa. Cho nên người ta nghĩ rằng là muốn đi làm chứng thì phải biết kinh thánh rất là nhiều, phải có khả năng ăn nói để mà có thể chia sẻ được hết tất cả câu chuyện đức tin cho người khác nghe, để mà họ tin theo mình. Và nhiều người đi làm chứng cố gắng làm như thế. Nhiều người khác thì không có dám đi làm chứng, tại vì họ nghĩ rằng họ không có cái tài ăn nói đó, họ không có khéo nói để làm cho người khác tin và nghe theo, họ không có dám đi làm chứng, họ không biết nhiều về kinh thánh, cho nên họ không có thể giảng giải cho người khác được, và họ không có dám đi làm chứng. Nhưng mà tất cả những người hiểu như vậy là hiểu sai ý nghĩa của hai chữ làm chứng. Tôi hỏi quý bà như em nha, có những ai biết về luật pháp á, nếu bây giờ mình được mời ra tòa án để làm một người nhân chứng, thì trách nhiệm của người nhân chứng là làm việc gì ở trong tòa án? Làm chứng. Làm chứng như thế nào? Làm chứng về những gì mình biết một cách rõ rệt là có thật. Chứ mình không có biện luận, không có nói những cái điều gì mà không có thật cả. Nếu mà mình trông thấy cái việc đó, có thể là mình trông thấy sai, nhưng mà thực sự mình trông thấy cái điều đó thì mình làm chứng lại cho tòa án là mình thấy cái điều đó. Nếu mình nghe cái câu gì đó thì mình làm chứng lại là mình thực sự nghe cái điều, câu đó, chứ mình không có nói cái gì khác với gì mình nghe, mình thấy, cái gì mình biết. Đó là ý nghĩa chân thực của hai chữ làm chứng. Nếu mà chỉ thực sự kể lại những gì thực sự xảy ra, những cái gì mình thực sự nghe
hoặc là những gì mình thực sự thấy, những gì thực sự mà Chúa làm việc trên đời sống của mình, thì có lẽ rằng là việc làm chứng tương đối dễ, phải không? Mình không cần phải thuộc kinh thánh nhiều, mình không cần phải nghi luận nhiều. Nhưng mà nếu mình chỉ kể lại tất cả những gì Chúa làm thực sự trên đời sống của mình cho người khác nghe, thì đó là cách làm chứng tốt nhất, chân thật nhất. Đó là ý nghĩa trung thực của chữ làm chứng. Nên khi mình đi làm chứng, tức là mình thấy được rằng mình, từ lúc trước khi mình tin Chúa thì đời sống của mình ra sao, sau khi mình tin Chúa, Chúa làm việc trên đời sống của mình như thế nào, mình kể lại cho người khác nghe, thực sự xảy ra như vậy, thì đó là việc làm chứng của mình. Và nếu mà mình làm như thế thì công việc hết sức là dễ dàng. Mình không cần phải có tài ăn nói, mình mới có thể làm được điều đó. Tại vì mình chỉ việc nói thật những gì có mà thôi. Nếu chỉ nói đúng sự thật thì ai cũng có thể làm được. Quý vị đồng ý không? Thành ra 21 và tôi mời quý vị và chị em đi làm chứng. Đừng ai từ chối nha. Mình sẵn sàng làm chứng cho mọi người khác những gì Chúa làm việc trên đời sống của mình. Có, mình đã có, không, mình đã không. Và chuyện đó hết sức là dễ dàng, mong rằng là mọi người sẽ cố gắng làm theo. Nên hết sức làm chứng. Và trong Hebrew 10 câu 23 là lời công khai nêu ra những gì mình mong đợi, những gì mình hy vọng, hay là những gì mình trông cậy. Đó là lời kinh thánh nói. Khi mà chúng ta tiếp nhận thánh lễ báp têm thì các cơ đốc nhân chúng ta công khai công bố trước hội thánh, tuyên bố trước hội thánh về đức tin của mình, phải không? Đặt đức tin của mình nơi Chúa Giêsu như thế nào, và lời hứa nguyện của mình là sẽ làm theo những gì Chúa Giêsu dạy dỗ, và mình hy vọng Chúa sẽ ban ơn phước cho mình. Và kinh thánh nói rằng chúng ta kể lại, chúng ta làm chứng lại một cách trung thực những gì chúng ta đã hứa đó, và chúng ta gìn giữ cái lời làm chứng đó trong việc không bao giờ thay đổi. Và đó là lời khuyên thứ hai cho những người tin Chúa ở trong đoạn kinh thánh Hebrew này, là cố gắng giữ lời làm chứng của mình trong đời, không bao giờ thay đổi. Nếu mà Chúa là đứng thành tín và Ngài sẽ giữ lời hứa của Ngài suốt cuộc đời của chúng ta, suốt cái giai đoạn của thế gian này, ban ơn cho tất cả những ai tin Ngài, thì chúng ta là những người tin Chúa, chúng ta cũng phải giữ vững lời hứa của mình, không bao giờ thay đổi. Có phải vậy không? Và đó là trách nhiệm thứ hai chúng ta phải làm. Hầu hết thì mọi người thường hay ưu tư là mình không có thể làm được, giữ được những lời răn của Chúa, những trách nhiệm của mình. Nhưng mà thực sự ra tôi kể ra hai trách nhiệm ở đây, và tôi thấy rằng nếu mà quý ông bà anh chị em chân thực với lòng mình, quý vị làm được hết tất cả những điều đó. Và đó là hai trách nhiệm rồi, phải không? Trách nhiệm thứ ba của các cơ đốc nhân chúng ta là hãy coi sóc và khuyên bảo lẫn nhau. Ở trong câu 24, 25 Hebrew đoạn 10 thì nói rằng ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên dục về lòng yêu thương và việc tốt lành, chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quên làm, nhưng phải khuyên bảo nhau. Và hãy anh em thấy ngày đấy hầu gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng đấy. Tôi in cái câu số 25 màu đỏ, tại vì đó là cái câu mà kinh thánh chúng ta phải học thuộc lòng với nhau. Và lúc nãy thầy Dĩnh có hướng dẫn chúng ta học thuộc lòng câu đó rồi, phải không? Đây là lúc quý mà dân ôn lại, quý vị nhớ thuộc lòng được câu này, thì quý vị sẽ còn có 3 câu nữa để về nhà học thuộc lòng cho tháng này. Và đầu tháng tới tất cả mọi người trong hội thánh đều thi kinh thánh hết được không? Dễ mà, phải không? Bây giờ thuộc lòng câu số 25 này đi. Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên dục về lòng yêu thương, chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm. Và hãy anh em thấy ngày đấy càng gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng ấy. Rất là dễ thuộc, phải không? Trách nhiệm thứ ba này bắt đầu bằng hai chữ ai nấy.
hai chữ hai nãy này nói về những ai được quyền làm gì? Hết tất cả mọi người phải không? Ai nấy mà, ai nấy là hết tất cả mọi người. Không. Hay là chữ ai nấy là chuyện nói tới mục sư không? Hay là nói tới mục sư với thêm chấp thành, chấp sư gì đó, trường lão. Hay là những người lớn tuổi, những người tin Chúa lâu năm. Ai nấy là nói về tất cả những ai? Tất cả mọi người chúng ta, hầu hết tất cả mọi người đều cho rằng việc chăm sóc và khuyên nhủ các tín đồ cho người thánh về lòng yêu thương và việc tốt lành của Chúa Giêsu là trách nhiệm của anh ông mục sư. Nhiều người thì nói rằng là có khi có thêm với ông chấp sư chấp hành có trách nhiệm phải làm, nó còn tôi thường dân chú nếu như khỏi tôi có trách nhiệm đó. Nhưng mà khi mà mình đọc lại có cái đến thì mình thấy rằng là ai nấy, mà nãy giờ chúng ta đồng ý với nhau rằng là ai nấy kể cả tôi và quý vị. Đúng không? Không chừa một người nào hết. Thành ra tất cả chúng ta có cái trách nhiệm là phải chăm sóc lẫn nhau, là phải khuyên nhủ lẫn nhau về những việc lành mà Chúa sẽ ban cho chúng ta. Cho nên giống như là lúc nãy tôi có nói về việc đi làm chứng, bây giờ đến cái trách nhiệm phải chăm sóc cho nhau và phải khuyên nhủ lẫn nhau, xin đừng ai thoái thác cái trách nhiệm này. Tất cả mọi người phải cố gắng cái ơn Chúa làm việc đó, phải giúp đỡ lẫn nhau, phải coi sóc lẫn cho nhau, phải thương yêu lẫn nhau và phải giúp đỡ lẫn nhau để mà vượt qua được, khuyên nhủ lẫn nhau vượt qua được những khó khăn, những trở ngại, những thử thách. Riêng cá nhân tôi, nhiều lúc tôi nhận được những lời khuyên nhủ của quý bạn chị em, những người mà đề nghị với tôi nên làm việc này, nên làm việc khác cho hội thánh, ngay cả các em thanh niên, thiếu niên đó, nhiều khi cũng ông mục sư. Chúng ta nên làm như thế này, chúng ta nên làm như thế khác. Đó là những lời khuyên nhủ của tất cả mọi người cho tôi tớ của Chúa. Và quý vị biết được rằng tôi tớ của Chúa cũng cần được chăm sóc, cũng cần được khuyên nhủ giống như là tất cả mọi người chúng ta. Tại vì Kinh Thánh nói rằng là ai nấy đều phải làm việc đó, phải không? Còn nếu mà mục sư mà không cần được, chứ gì được. Không, mục sư làm công việc của mục sư thôi, đúng không? Không, mục sư cũng cần sự chăm sóc của mỗi người trong hội thánh. Cho nên quý ông bà anh chị em thấy có những điều gì Chúa thúc giục, khuyên bảo thì nên cho tôi biết với, đừng có giữ kín ở trong lòng, hay là nghi luận với nhau, nói riêng với nhau, coi sóc, tức là để ý và nhận xét những gì xảy ra, đúng không? Quý vị suy nghĩ kỹ chút xíu về ý nghĩa và chữ coi sóc này. Coi sóc có phải là mình để ý, mình quan sát, mình nhận xét những gì xảy ra không? Khuyên nhủ là tìm hiểu những điều đó và đưa ra những đề nghị để thay đổi. Hai việc này phải đi đôi với nhau, coi sóc và khuyên nhủ. Nếu mà chỉ có coi sóc không thôi mà không có khuyên nhủ thì nhiều nan đề đã xảy ra. Là tại vì mình cứ dòm người này dòm người kia, mình nói rằng là người này làm cái này, người khác làm cái khác, mà mình không có khuyên nhủ gì cả, rất là tai hại, rất trở thành những lời, những tin đồn, những việc đàm tiếu ở trong hội thánh. Tuy rằng là câu Kinh Thánh ngày hôm nay không nói là một việc, nhưng mà tôi nghĩ rằng là phải có một việc quan trọng nằm giữa việc coi sóc và việc khuyên nhủ. Quý vị biết việc quan trọng nằm giữa hai việc đó là việc gì không? Chúng ta phải đến với Chúa trong sự cầu nguyện.
Khi mà chúng ta muốn khuyên dục những người, chúng ta coi sóc những người khác và chúng ta thấy những người khác có một vài cái điều gì đó không phải, và chúng ta muốn khuyên dục người đó, thì chúng ta phải khuyên dục trong ơn của Chúa. Chúng ta phải cấy ơn của Ngài để mà khuyên dục. Còn nếu mà không, chúng ta sẽ dùng sự khôn ngoan của riêng mình và khuyên dục. Mình không khuyên dục người ta là mình đã làm sai rồi. Tức là mình chỉ có nêu ra cái năng đề, đây là khó khăn, đây là việc này, đây là việc kia, đó, làm đi, cũng không tốt. Nhưng mà bây giờ mình khuyên người ta làm theo sự khôn ngoan của riêng mình thì cũng không tốt. Mình phải khuyên người ta làm theo sự khôn ngoan mà Chúa hướng dẫn mình. Thành ra nằm giữa hai chữ coi sóc và khuyên dục là cầu nguyện. Chúng ta phải đến với Chúa, cầu nguyện xin Chúa soi sáng, làm chủ cái lời ăn tiếng nói của chúng ta, làm chủ việc làm của tất cả mọi người. Tại vì nếu mà chúng ta không có để Chúa làm chủ, thì quý vị biết ai sẽ làm chủ sự việc không? Ma quỷ phải không? Satan phải không? Mà khi mà ma quỷ nhúng tay vào, thì hắn có hướng dẫn chúng ta làm theo đúng ý Chúa không? Quan trọng lắm, hãy đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Và một điều nữa tôi sẽ nói hết ở đây, rồi chúng ta sẽ chấm dứt nha. Điều này cũng rất là quan trọng, là chúng ta không nên bỏ qua sự nhóm lại. Kể cả nhóm lại để thờ phượng Chúa và nhóm lại để học hỏi nghiên cứu kinh thánh. Nếu mà không gặp gỡ thì làm sao mình có thể coi sóc lẫn nhau được, đúng không? Chứ không mới nói mình mới đồng ý với nhau là mình phải coi sóc và khuyên dục lẫn với nhau. Mình ở nhà mình làm sao mà mình coi sóc được mọi chuyện, làm sao mình khuyên dục được mọi người. Thế mình phải gặp gỡ nhau, mình phải nhóm lại để mà mình gặp gỡ nhau, để mà mình nâng đỡ lẫn với nhau, để mình giúp đỡ tất cả, để mình học hỏi với nhau, mình thảo luận với nhau tất cả những gì mà Chúa hướng dẫn dạy dỗ mình. Nếu mà chúng ta không làm như thế thì chúng ta không thể coi sóc, chúng ta không có thể rồi khuyên dục lòng yêu thương vào việc tốt lành lẫn cho nhau được. Cho nên tất cả chúng ta không ai nên bỏ sự nhóm lại, là hàng tuần chúng ta phải gặp gỡ nhau thờ phượng Chúa, hàng tuần chúng ta phải gặp gỡ nhau học hỏi lời kinh thánh, để chúng ta coi sóc lẫn cho nhau, để chúng ta khuyên dục lẫn cho nhau. Đó là ba điều mà Chúa nhắc nhở chúng ta, ba trách nhiệm người cơ đốc nhân chúng ta phải làm. Tôi suy nghĩ nhiều về cái câu phần thứ ba này, và tôi suy nghĩ như thế này. Câu kinh thánh ngày hôm nay còn thúc giục chúng ta là chúng ta phải làm việc đó ngay lập tức, ngay từ bây giờ, chứ không phải rằng hôm ba. Điều đó rất là tốt, đó một sự vật chia sẻ chí lý ghê lắm, mà tôi nghe tôi nhớ được, tôi ghi nhớ rồi mai mốt có dịp lên tôi làm theo. Chứ không muốn chúng ta suy nghĩ nhớ để dành đó rồi mai mốt khi có dịp lên làm theo. Chúng ta phải làm ngay lập tức, ngay hôm nay, ngay giờ này. Tại vì nếu mà chúng ta không làm ngay thì có khi chúng ta sẽ quên đi, chúng ta sẽ bỏ lơ đi, và khi chúng ta sẽ lỡ cái cơ hội, mất cái dịp đấy để mà làm những việc mà chúng ta phải cần thiết làm ngay giờ này. Tại sao quý vị biết không? Tại vì Chúa có thể trở lại bất cứ giây phút nào. Chúa có thể trở lại ngay giây phút này đây, ngay lúc mà chúng ta đang học hỏi kinh thánh với nhau đây. Chúa có thể trở lại tối ngày hôm nay, Chúa có thể trở lại ngày mai, Chúa có thể trở lại 1000 năm nữa. Không ai biết trước được Chúa sẽ trở lại lúc nào, và Chúa chắc chắn sẽ trở lại. Thành ra khi mà không ai biết được Chúa trở lại lúc nào, chúng ta phải đặt niềm tin rằng Chúa có thể trở lại bất cứ lúc nào, ngay lúc này. Và khi mình biết như thế thì chúng ta phải luôn luôn sẵn sàng làm theo tất cả mọi chuyện Chúa dạy. Chúng ta không có chờ đợi để ngày mai hắn làm, tại vì không biết là mình có ngày mai hay là không. Chúa trở lại chiều nay. Vì thế cho nên đây là một cái tính chất cấp thiết của việc làm theo lời Chúa, của việc gìn giữ những trách nhiệm của người cơ đốc nhân, của người con dân của Ngài. Chúng ta không thể giao trách nhiệm cho ông mục sư, chúng ta không thể giao trách nhiệm cho ban chấp hành chấp sự, chúng ta không thể giao trách nhiệm cho người khác, mà chúng ta phải làm. Và chúng ta phải làm ngay bây giờ.
chứ không có chờ đợi. Chính vì thế, chúng ta phải nhắc nhở lẫn nhau là không có nên sao lãng việc thờ phượng. Và nhất là khi mà chúng ta biết cái điều đó càng rõ ràng như thế nào thì mình càng phải cấp thiết làm theo cái điều đó. Như thế, Chúa chậm chế, chưa trở lại, không phải là tại vì Chúa không gìn giữ lời hứa của Ngài đâu, nhưng mà tại vì Chúa muốn chờ đợi để cho có nhiều người có cơ hội biết đến Chúa, thờ phượng Ngài, trở về với Ngài, cho nhiều người được cứu. Vì thế cho nên chúng ta luôn luôn sẵn sàng làm theo những trách nhiệm mà Chúa giao phó cho chúng ta. Và chính vì thế, trong bài giảng ngày hôm nay, hay là trong bất cứ những mỗi bài giảng, tôi thường phải chia sẻ về tin lành của Chúa Giêsu cho quý ông bà anh chị em. Mặc dù là quý vị nghe nhiều là Chúa đổ vết báu của Ngài ra để mà chuộc tội cho chúng ta, nhưng mà ngày nào khi mà tôi có cơ hội được giảng cho quý ông bà anh chị em, tôi cũng luôn luôn nhắc lại tin lành đó. Và tôi cũng biết rằng đôi lúc thì kêu gọi mọi người tin Chúa là nhàm chán thì không có ai tiếp nhận lời kêu gọi đó cả. Nhưng mà tôi vẫn nghĩ rằng các tôi tới Chúa luôn luôn phải kêu gọi mọi người và nhắc nhở để biết cứ người nào mà có thấy được sự kêu gọi của Chúa có sẵn lòng tiếp nhận cứu Chúa Giêsu là cứu Chúa của họ. Vì thế cho nên khi còn dịp Tết, ngay bây giờ là một dịp Tết tốt để tất cả những ai muốn xưng nhận đức tin của mình nơi Chúa Giêsu xin tiến lên đây cùng tôi cầu nguyện để mình trở thành con dân của Ngài. Tại vì rất là cấp bách, mình không biết là được Chúa sẽ trở lại lúc nào, mình không biết rằng là lúc nào mình sẽ có cơ hội được mà mình gặp gỡ Chúa. Thành ra khi có dịp đẹp, chúng ta làm ngay điều đó. Quý ông bà, xin mời tất cả quý ông bà anh em cùng đứng lên suy nghĩ về lời kêu gọi này của tôi. Và nếu mà có ai muốn đáp ứng lời kêu gọi này, đây dùng cái dịp đẹp duy nhất, lớn lao nhất này để tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình, thì xin bước lên đây, đi trên con đường Chúa Giêsu đã đặt ra để tất cả quý vị có thể đến gần được với Đức Chúa Trời, có thể đến gần được nơi rất thánh.